trong cuộc chạm trán căng thẳng tại vòng bảng giải quốc tế VTV Cup 2024, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gây bất ngờ. Cụ thể, đội trưởng của đội tuyển nữ Hàn Quốc là Kang So-hee không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến Big Tuyền ghi tới 32 điểm, góp phần giúp Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại câu lạc bộ Expressway với tỷ số 3-2. Ngay từ set đấu đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặp không ít khó khăn trước sức mạnh của câu lạc bộ Expressway Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhờ vào sự tỏa sáng xuất thần của Big Tuyền cùng sự hỗ trợ đắc lực từ Nguyễn Thị Trinh, Phạm Thị Hiền và các đồng đội, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện một tinh thần chiến đấu kiên cường, tạo nên một màn lội ngược dòng đầy kịch tính và ấn tượng. Trong trận đấu này, Big Tuyền là người ghi điểm xuất sắc nhất với con số ấn tượng 32 điểm, vượt qua cả ngoại binh Nikolova của đội bạn, người chỉ ghi được 30 điểm. Ngoài Big Tuyền, cặp phụ công Nguyễn Thị Trinh và Phạm Thị Hiền cũng có màn trình diễn đáng khen ngợi. Nguyễn Trinh đóng góp 13 điểm, trong khi Phạm Hiền xuất sắc với 4 pha chắn bóng thành công. Màn trình diễn của Big Tuyền thực sự đã khiến Kang So-hee và các đồng đội của cô phải choáng váng. Họ liên tục phải nhắc nhở nhau bám chắn kỹ hơn, nhưng mọi nỗ lực của đội bóng Hàn Quốc dường như không đủ để ngăn cản những pha dứt điểm uy lực từ phía Big Tuyền. Kết quả, câu lạc bộ Expressway đành chấp nhận thất bại đầu tiên tại VTV Cup 2024 với tỷ số 2-3. Chiến thắng này không chỉ mang lại niềm tự hào cho đội tuyển Việt Nam mà còn khẳng định tài năng và sự bùng nổ của Big Tuyền trên đấu trường quốc tế. Người hâm mộ kỳ vọng rằng Big Tuyền sẽ tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc cùng những pha bóng mạnh mẽ trong các trận đấu sắp tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về giải đấu này để người hâm mộ kịp thời theo dõi.